Xin chào các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau đến với cả Stick World Legacy 2 anh em nhé. Đấy, thì đây là một bản mod mang tên là mod lời nguyền anh em nhé. Đấy, cool lời nguyền anh em ơi. Thì đối với cái bản mod này này, thì những các cái nhân vật lời nguyền nói chung là như thế. Và mình sẽ nói chung là chơi phe nguyên tố trước đi anh em. Ok, bởi vì cái phe nguyên tố này thật sự đấy. Mình sẽ ghép nhà khác bởi vì cái đây là mod lời nguyền, ông tác giả ông cho quả ấy vào. Ok, được rồi anh em ơi. Đây đúng lời nguyền rồi. Freddy Pizza Phát Bia anh em ơi. Ok, Freddy Pizza Phát Bia này. Ok, mình sẽ trộn hai con này lại nhau để tạo ra Freddy Pizza Phát Bia các em nhá. Ok, đây con này đi gồng, đây con này đi gồng trước đây. Con này đi gồng trước đi. Ô, lửa này, con lửa này cái gì đây? Hình như con này ở trong Team Fortress 2 sao này. Hình như vậy. Movie Attack. Chúng ta ăn. Ơ, thôi, ok. Được rồi anh em ơi. Nào, tạo ra con này này. Con này giúp thằng ấy đi, giúp thằng ấy đi. Được chưa, ok chưa. Minecraft dung hợp với cả Team Fortress tạo ra Freddy Fazbear. Yes sir, way hảo thật anh em ơi. Ok, chúng ta có Freddy Fazbear. Ok, mình cho Freddy đánh anh em nhá. Freddy Fazbear, ok, xúc luôn, đánh luôn anh em ơi, không nói nhiều, lên đánh luôn Freddy Fazbear. Ở giờ nào chúng mày vào đây. Không biết thật chứ à? Freddy Phát Bia. Ok. Đây. Sức mạnh của lửa. Ui, bốc hơi hết luôn ạ. Áo chưa? Ô, hóa ra là sức mạnh lửa. Ok, mình hóa cục đá lửa. Sờ vào thằng nào thằng ấy ngõ mất anh em ơi. Ok, ép đầu game. Đấy, chiến thuật ép đầu game anh em nhá. Ok, còn về bên này của mình đào vàng đi củ. Gồng thế rồi. Để anh còn show cho tất cả các bạn xem chứ, đúng không? Đấy, sời ơi. Đấm, à đây. Có chiêu độn thổ anh em ơi. Ui, phải đi phát biên đấm nhờ. Từ, đây còn đây, có chiêu độn thổ. Độn thổ, đấy, sời. Có chiêu độn thổ luôn à. Chất lượng chưa? Ok chưa? À, độn thổ di chuyển anh em ơi. Yo, chiêu. Chất quá anh em ơi. Ok. Rồi đây. Mình cho chúng nó ra bã rồi, Thôi về anh em ơi. Ok, chứ là có pizza, Freddy Phát Viêm pizza rồi. Tiếp theo thì mình cho thêm anh em nhá. Ok. Đây, cho con pizza Freddy Phát Viêm này về. Minecraft này hóa thành con bọ này, đào thêm vàng cho anh. Thêm thằng Minecraft nữa. Ok, mình sẽ skip đến cái lúc mà mình có đông một tí và mình triệu hồi hết anh em nhá. Ok rồi con ơi, sau khi mình đã gây dựng được một đội quân đào vàng và giờ chúng ta sẽ chơi tiếp nha anh em nhá. Chúng ta sẽ có này, con chim là gió kết hợp với nước. Đấy, đây. San con ơi, San có kỹ năng tự hủy để hồi máu cho đồng đội. Ok, mình sẽ tự hủy để hồi máu cho Freddy Phát Viên trước. Ồ, xong rồi à? Nói chung là San chỉ chịu hồi nhanh thôi nên không phải lo. Nào, San dung hợp với cả người điện tạo ra is a chim. Chim, wow, it's the real bird anh em ơi. Đây chắc chắn là real bird. Bird có thể hồi máu cho đồng đội kìa. À, bút giáp cho đồng đội kìa. Hay, ok. Tiếp theo này, đó chính là, đây là vụ nổ thì mình không nói rồi. Nước và đất, đấy. Ok chưa? Nước và đất anh em ơi. Đây, nước và đất sẽ tạo ra được cái gì? Mario. What the hell? Sao lại Mario này? Ok. Đây, hai thằng va vào nhau. Đoàn Mario. Mario cắm rễ xuống đất để có thể anh em nhá. Đây, Mario có chiêu gì đây? Mario có chiêu gì đây? Mario có chiêu gì đây? Không biết anh em ơi. Hài thế. Ở đây cắm rễ ở đây anh em ơi.
Rồi. Tiếp theo này, đó chính là nước lửa kết hợp với cả ấy anh em ơi. Lửa kết hợp với cả gió. Ok chưa? Nào. Lửa kết hợp với gió thì sẽ ra cái gì đây? Được rồi anh em ơi, tí nữa chúng ta sẽ kết hợp anh em nhá. Đây, nước đất với gió sau này. Chúng ta sẽ có lửa kết hợp với cả gió thì ở đây là sẽ lửa kết hợp với sét chứ không phải gió anh em ơi. Ok. Sẽ tạo ra được cái gì? Warp là cái gì? Ác quỷ Free Fire. Ok. Đâu ác quỷ phải có chiêu thả lửa này. Hóa long này, hóa long chi thuật này. Ui. Ui, quả hóa long chi chất vô anh em ơi. Ok ok. Tiếp theo là đất với cả sấm sét này. Thực ra mình đánh giá là đất với sấm sét ấy thì nó không ổn lắm anh em ơi, bởi vì là cái dung hợp này là không tiền này. Thì thường là nó sẽ không ngon. Nó giúp các bạn thể nhìn tim bạn. Ui giời ơi. Ai cả trưởng hóa là nhìn tim bạn à. Ok ok ok. Alright. Tiếp theo này. Và cuối cùng đó chính là phun tất cả con tao ra Jack. Anh ấy không ở trong chiếc hộp sợ hãi. Đấy là mình đoán như thế. Còn thực tế như nào mình không biết anh em ơi. Chúng ta có Jack. Ok chưa, ok chưa. Đâu xem nào, is Jack xem nào. Ở bản gốc thì con này là một con thoát hồn anh em nhớ. Ui. Giật cá mình. Ô tổ. Đây. Đây anh em ơi. Đâu à. Ra hết chưa, ra hết rồi các em ơi. Ok. Triệu hồi. Jack. Đây rồi. Đây không phải rách. Y giật rách thật. Ok. Đây là thực ra cái tuyệt kỹ này rất là mạnh luôn. Nó chính là tuyệt kỹ nhập hồn anh em nhá. Đấy, tuyệt kỹ nhập hồn anh em ơi. Tuyệt kỹ này là tuyệt kỹ gì đây? À, dịch chuyển anh em ơi. Ok, thôi thế thôi. Giờ mình cho quân mình công lên phát anh em ơi. Ôi, con chim này bay nhanh gớm. Con chim bay nhanh gớm anh em ơi. Ok chưa? À, mình thử thằng lửa này có chiêu này chất vồn. Đây. Thằng lửa có chiêu này chất vồn anh em ơi. Đây. Chất vồn luôn. Này, thở lửa nè. Ui giời, chất luôn. Giời ơi. Ui, thằng này đá. Thằng này đá anh em ơi. Quá ảo. Sức mạnh của Freddy Pizza phát huy rồi. Con chim phải thế ấy thôi. Bật kỹ năng rồi nó lại bút cho con này. Đây anh em ơi, ok. Như vậy là easy win rồi. Đó, nghe thấy chưa? Nói chung đấy là phe Elemental. Tiếp theo sẽ là phe Order Empire anh em nhé. Để xem như thế nào. Ây à, Lego các thứ à. Ok, ok. Lego các thứ, mình sẽ chọn Blood Blade trước em nhé. Mình gọi ra hai con Blood Blade trước để mình cho lên mình đánh không thương. Ô, Blood. Cái con bờ giúp này hình như là trong Toy Story sao ấy. Ok. Để cho tránh việc là bọn kia nó lên nó ép mình. Mình không còn đường để sống. Ok chưa, để mình sẽ đây. Okay. Ôi, Merrick Destroy of the World. Là Merrick phá hủy thế giới anh em ơi. Áo Malazada Australia California rồi. Merrick Destroy of the World. Áo thật. Quả này nó đã ra bọn Merrick rồi anh em ơi. Không ổn rồi. Ok chưa? Thôi đây để mình cho quân thủ đây. Seaford á. What the hell? Sao lại có Seaford ở đây nhỉ? Áo thật. Ok chưa? Chúng ta sẽ có Seaford trong Stick của 2 anh em nhá. Đâu dùng thử Seaford phát. Mình sẽ cần hai con gồng đi chứ cần một con gồng ít quá. Mình sẽ củng cố đội hình đầu game của mình. Bởi vì chúng nó đã có con kia rồi, nó độc kinh lắm anh em ơi. Con kia phải nói nó độc quá ghê anh em ơi. Thằng này đi đào vàng đi cù. Đúng rồi, đi đào vàng đi cù. Ok. Mình gọi một đống là đi đào vàng anh em nhé. Thằng này đi gồng đây. Ok chưa? Gọi một đống là đào vàng anh em ơi. Ok, một đống đào vàng. Đào mỏ đây, đúng rồi. Làm việc nhanh lên, đúng rồi. Chúng ta sẽ test thử
C4 anh em nhá. Ok, chúng ta sẽ test thử C4 này để xem C4 có gì đặc biệt không em ơi. Đây có cực kinh này. À ok, C4 em đỡ à. C4 em đỡ còn vậy cũng hay, vậy cũng hay. Được được, ngon đấy anh em. Giá hai con. Nếu mà C4 này thực sự em đỡ là nó ngon, giá vừa rẻ vừa ngon anh em ơi. Ok chưa? Có cả Lego cái thứ này, cho hết Lego đi anh em. Ok chưa? Brudy là cái gì đây? Mình chưa thử anh em. Destroyer. Thử kinh sách tắt cho tắt mã trưởng anh em. Mình chỉ muốn mà lấy con Merrick Destroyer of the World lên này. Nghe có vẻ chiến con ơi. Ok, mình sẽ thử lấy Brute. Đấy, ok. Thêm hai con này đi. À đây, thêm một con đào vàng nữa để đi gồng anh em. Mình sẽ lấy thêm một con đào vàng nữa để đi gồng. Bởi vì ít con gồng quá. À bọn này ôm mãi con giáp. Steve con ơi. Steve kìa. Ok, bọn này láo thật. Steve đâu rồi? Ô cái gì đây? What the hell? Lên ném bể mồm ngay, láo tuét thật. Ok chưa? Nhờn à. Ấy ạ. Mày. Ok chưa? Quay à ra con kia, con Blue, à con Shadow anh em ơi. Tưởng cái gì? King Jack em nhá, thử King Jack xem nào. Hết rồi nữa. À còn Edjoy nữa. Ok. Còn Edjoy nữa, để xem thử nhá, để xem Edjoy làm được gì em nhá. Hai đòi lên à, đòi lên này, mình không biết. C4 em đứa à. À đủ. À ok em ơi, khá là vậy. Ra là vậy, C4 em đứa. Ok. Ơ có con này. Sao con này nó lại đẩy lên nhỉ? Lùi đi, về đi. À đây rồi. Vị vua của chúng ta is the king. Tao chính là vua của chúng mày. Ôi rồi, cứu vua. Cứu. Ok, vua chạy được rồi con ơi. Ôi vua ngọt bố rồi. Thôi thêm hai con này nữa cho Jacob anh em nhá. Thêm hai con C4. Ok, game nó nói thế thì mình nhận là thế anh em. Thêm hai con C4 nữa. Ok. Cho nó chắc cốp con ơi. Đâu, chúng mày lui về hết đi. Chúng mày chạy đi. Sao bọn này nó lì vậy ta? Ôi rồi, bọn này lì vậy. Thôi toang rồi quán. Ok, con này để mình skip, bao giờ mình lấy được con kia nha. Ok, quán ơi, như vậy là mình đã gọi là đủ tiền rồi đây. Và con sẽ thử nhá. Merrick Destroy of the World. Có nghĩa là Merrick hủy diệt thế giới à? Yo! To vãi trưởng em ơi. Ok. Cho mình con này lên đánh thôi cho nó cháy. Ok chưa? Mang danh Destroy of the World mà anh em. Ok chưa? Cho mình con này lên chiến thôi cho nó cháy. Đây rồi. Merrick Destroy of the World. Được rồi. Chiến, mình con này lên đánh chiến. Úi xời. Đông đấy. Nào, tự để cho nó tự đánh em nhá. Đấy. Rồi, nó đang đánh em ơi, nó đang đánh rồi. Như nào đây? Khá trâu. Nói chung là khá trâu con ơi. Đang đánh rất cháy. Ê, từ từ để mình đánh thử nhá. Có mất máu đâu. À đây, tắt cái này đi anh em. Tắt cái này đi thì sẽ đánh ra, đánh có đam rồi anh em ơi. Đây, tắt cái này đi, đánh có đam này. Đấy, đây. Để mình làm chậm clip lại cho anh em xem nhá. Đây, Merrick này, đây, Marokkai này. Ơ, từ, bọn này về đi. Hay mượn chúng mày lên vậy. Ơ, bọn này ảo thật. Ơ, cái bọn Edjoy này ảo thật. Mình có mướn nó lên đâu mà sao chúng nó lại lên vậy. Đây, anh em ơi. Đây, giờ mới gây đam này. Một phát, một cháu. Cai à, Khổng lồ à. Ấy đánh khổng lồ đi cụ. Khổng lồ này. Đánh khổng lồ. Đánh khổng lồ đi. Đánh khổng lồ đi. Đánh con khổng lồ này. Đánh con khổng lồ này. Ôi mình thả ra nó tự đánh em ơi. Ok. Nó đang đánh rất căng. Một xẹt một bé. Đây, đánh con này đi. Một phát bay luôn con cai. Này khổng lồ này. Đẩy trụ luôn anh em nhá. Đẩy trụ rồi. Hai phát là bốc hơi.
Vui thật háo giác em ơi. Ok, thôi chắc thì mình cái bạn này là ski nhỉ. Thôi tạm biệt cả các bạn, bye bye.